Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất năm học 2022 đến 2023 diễn ra từ ngày 4 tháng 12 năm 2022 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023 đã lan tỏa một phong trào sôi nổi trên khắp huyện Cư Bôi. Lễ tổng kết và trao giải đã diễn ra vào 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại trường tiểu học thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây là lần đầu tiên công ty cổ phần Edulai toàn cầu kết hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện Kim Bôi phát động cuộc thi với kỳ vọng tổ chức một sân chơi bổ ích giúp giáo viên nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin vào dạy và học với sự hỗ trợ của nền tảng dạy và học số Edulai, nền tảng để giáo viên tạo và nộp bài dự thi được công ty cổ phần Edulai toàn cầu cung cấp. Giáo viên sử dụng công cụ thiết kế bài giảng điện tử, giáo cụ số với nhiều tiện ích hỗ trợ để tạo sản phẩm dự thi. Song hành với đó là các buổi đào tạo, hỗ trợ giáo viên xuyên suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Trải qua hơn một tháng phát động, đã có 260 giáo viên, 268 bài dự thi thiết bị dạy học số các môn được tạo trên nền tảng Edulai được gửi đến từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Trải qua hơn 300 giờ chấm thi nghiêm túc và giải nhất của cuộc thi đã thuộc về cô Bùi Thị Thanh, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Sơn với bài dự thi phiếu ôn tập môn toán lớp 3, ôn tập tăng cường mở rộng tuần 12. Là một giáo viên yêu thích công nghệ, ưa tìm tòi và khám phá, cô đã sử dụng Edulai từ trước khi cuộc thi được phát động. Do đó, khi cuộc thi diễn ra cô hoàn toàn thoải mái và nhanh chóng hoàn thành bài thi với sự hỗ trợ của công cụ thiết kế bài giảng Edulai. Giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích được trao lần lượt cho các giáo viên và nhóm giáo viên là cô Nguyễn Thị Anh Thư, cô Quách Thị Nhi, cô Hà Chi, cô Bùi Thị Thanh, cô Bùi Thị Thảo, cô Đinh Thị Hằng, cô Bạch Thị Minh, cô Bùi Thị Minh, cô Nguyễn Thị Mừng. Qua cái thời gian sử dụng Edulai thì tôi thấy là đầu tiên là nền tảng Edulai cực kỳ tuyệt vời, đã giúp ích cho cô trò chúng tôi là có một cái nền tảng để tạo dựng bài giảng để mang đến cho các em những cái kiến thức nó gần gũi, nó sinh động để các em dễ nhớ, nắm được kiến thức tốt hơn. Cô đã sử dụng khá nhiều rồi đấy. Đấy, ngay từ khi bắt đầu tiếp cận đã tạo các bài tập cho các em ôn tập này, và trên lớp cô đã tạo được nội giảng bởi vì là cái hệ thống Edulai này để giúp các cô được giảm bớt được rất nhiều thời gian, đấy, đã lập trình được một số cái hoạt động rất là sinh động, thì các cô chỉ việc dựa vào đấy và các cô giảm bớt được khá nhiều thời gian so với những cái nền tảng mà trước đây cô đã sử dụng. Cô đã sử dụng cũng khá nhiều cái nền tảng để tạo ra các bài tập kỹ thuật số cho các học sinh. Bài thi của mình thì mình mất khoảng độ cả hai bài ấy. Mình làm hai bài thì mất trong khoảng một ngày thôi, vì nó rất là nhanh thôi, bởi vì là nó có sẵn hết rồi mà những cái phần mềm đấy nó rất là thú vị ấy. Nên là mình mà có cả hướng dẫn rồi, trong cái phần mềm đấy nó có cả hướng dẫn luôn rồi, thì mình làm rất là nhanh thôi và nó mình thấy tiện hơn hẳn so với cái phần mềm PowerPoint, bởi vì PowerPoint mình cần phải thiết kế, nhưng đây là các bạn ấy ở bên Edulai đã thiết kế sẵn cho mình rồi, mình chỉ việc nhập câu hỏi vào thế là xong. Mình lần đầu tiên là mình được tiếp xúc với Edulai, mình cảm thấy đây là phần mềm rất là thú vị, vừa thú vị với cả cô giáo, vừa hỗ trợ cho cô giáo rất là tốt trong cái việc giảng dạy, và học sinh thì nó rất là hứng thú, các em rất là hứng thú bởi vì có những cái trò chơi mà em được tương tác trực tiếp bằng chuột trên mặt với bàn phím đấy, và giống như là một cái trò chơi ấy, và em cảm thấy rất là thích và tự làm cho cái tiết học của mình nó trở nên sinh động hơn. Không phải riêng cô mà ở trường của mình ấy, rất nhiều thầy cô giáo đã ứng dụng vào cái phần mềm này và có còn quay cả cái video clip để thấy rằng là các bạn học sinh nó hứng thú như nào đấy. Các bạn ấy, mình nhìn thấy rằng là cái clip đấy các bạn vỗ tay rồi hoan hô rồi là tương tác với cô rất là vui, tiết học trở nên sôi nổi hẳn ấy. Đặc biệt, cuộc thi đã tạo nên sức hút và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng giáo viên với hàng chục nghìn lượt tiếp cận và quan tâm. Giải thưởng mạng xã hội bình chọn được trao cho cô Bùi Thị Tám. Phát biểu tại buổi lễ tổng kết và trao giải, thầy Lê Công Lương là phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Kim Bôi đánh giá. Xây dựng kỹ thuật số có tác dụng thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học cho toàn bộ giáo viên. Sau này phòng học cơ quan yêu cầu các trường đưa kỹ thuật số đảm bảo trong cái hội thi sang năm và bắt buộc trong cả thi đua các trường thực hiện. Các đồng chí chú ý đổi mới phương pháp học rất tốt, các đồng chí vào đây nghiên cứu này khác thì rất thích, không cần phải sử dụng đồ dùng trực quan khác, phải thiết kỹ thuật số có tác dụng rất lớn. Hai là phát triển tư duy năng lực cho các em học sinh,
để các cô vào, các cô biết. Hành trình hơn một tháng tổ chức cuộc thi đã tìm kiếm được những giáo viên xuất sắc nhất cũng như đưa công cụ thiết kế bài giảng, thiết bị dạy học số Edulite tới gần hơn với các thầy cô. Edulite đã nhận lại không ít phản hồi tích cực, nhiều giáo viên cho biết đã giúp thầy cô tiết kiệm kha khá thời gian và công sức trong việc thiết kế bài giảng, cũng như các bài giảng thú vị tạo bởi Edulite đã góp phần tạo nên không khí học tập sôi nổi, tích cực, hiệu quả. Đây cũng chính là tinh thần chủ đạo mà cuộc thi hướng tới. Edulite.